Có lẽ khi theo dõi vụ việc thai phụ 7 tháng bị chồng gây thương tích, nhiều người nhận xét rằng người chồng dân trí thấp, cuộc sống hai vợ chồng nghèo khó cũng là nguyên nhân khiến cho người phụ nữ phải chịu đựng sự phẫn nộ của chồng. Tuy nhiên, khi theo dõi vụ việc thầy giáo đánh vợ nhập viện, có lẽ dư luận sẽ phải suy ngẫm về khía cạnh khác của việc chút giận lên những người phụ nữ. Mới đây, thầy giáo này đã bị kỷ luật khiển trách về hành vi của mình. Ngày 21 tháng 5 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn nhận được báo cáo về việc thầy NVHL, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai hành hung vợ. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 5 do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, bà NVIN, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã bị chồng là ông L hành hung gây ra nhiều vết thương phải nhập viện. Ngay khi nhận được thông tin ngày 15 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với trường mầm non, đề nghị trường mầm non nơi bà hát công tác, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần nữ giáo viên. Đồng thời đề nghị trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai làm việc với ông L về sự việc nêu trên. Làm việc với nhà trường, ông L đã công nhận là sự việc đúng sự thật. Trong lúc ức chế nóng giận đã lỡ tay và xảy ra sự việc trên. Trước sự việc nói trên, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn đã có văn bản yêu cầu ông LVHL làm bản kiểm điểm cá nhân, đồng thời giao cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức họp kiểm điểm và thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật đối với ông NVHL theo thẩm quyền. Sáng mùng 5 tháng 6, một lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc cho biết, hội đồng kỷ luật của nhà trường vừa họp xem xét hình thức kỷ luật thầy giáo NVHL. Lãnh đạo trường tiểu học cho biết, thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn ngày 31 tháng 5, nhà trường đã tiến hành tổ chức họp kiểm điểm đối với thầy L. Dự buổi họp có lãnh đạo phòng nội vụ và phòng giáo dục và đào tạo huyện Buôn Đôn. Tiếp đó, hội đồng kỷ luật của nhà trường đã tổ chức bỏ phiếu và thống nhất kỷ luật thầy L bằng hình thức khiển trách. Từ vụ việc thai phụ 7 tháng bị chồng gây thương tích hay thầy giáo đánh vợ nhập viện mới thấy, dù là ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực gia đình. Dù đó là một người không có công ăn việc làm ổn định hay là một thầy giáo vẫn có thể là người gây ra bi kịch cho những người đầu ấp tay gối với mình. Chính vì thế, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cần nhận thức đúng đắn hơn về vai trò và hành vi của mình để những vụ việc tương tự không còn xảy ra.